Blackpink in your area. Đánh chưa? Chị đi về rồi. Vui gì? Chương trình đưa khó không? Cái này sao mà anh cũng biết được? Chúng em xin lỗi chị Nhi. Anh cũng có quà cho hai bạn. Trời ơi, căng vậy. Vừa ngươi mở ra. Hê. Ở bên trong có gì? Có chuông và vài tờ giấy ạ. Bít bít, tìm Sarah, bít bít. Ý có thể dành nhau mà ấn nha. Tại vì em nghĩ là em rất là tự tin. Em hay nghe nhạc K-pop. Chết rồi, trong đó anh chỉ toàn của SK thôi. Em bóc nha. See you again của Charlie Puth. Yeah. Ở đây ghi là It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Yeah, Sarah được một điểm rồi mọi người ơi. Yay! 1, 2, 3. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lánh càng trong vắng thì cứ đầu và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sau bờ môi em mới giờ về anh. Em đã bao lần yên giấc. Rồi tiếp. Tiếp. Nhìn lên cao khoảng trời yêu mà em đã dành cho anh. Sợ mây đen in dòng. Em được đọc đánh chưa? Không, Tùng đúng rồi. Thôi đúng rồi. Ôi, đúng rồi, đúng sâu rồi. Tại vì sai tôi cũng đọc mọi nha. Người không phải là nhìn lên cao mà nhìn trên cao mọi người ạ. À. Cái này là em bắt bẻ quá không? Tại vì em kỹ á. Nghiệp quật là thật mọi người ạ. À. Không biết đây là phải... Khi gặp anh, cuộc sống của em trở nên muôn màu. Khi gặp anh, nhịp tim đập như tựa như tình đầu. Không còn héo mòn u sầu, không còn đêm ngày đâu được. Thực ra, em biết bài đó nhưng mà em không thuộc giai điệu. Đáp đi anh. 1, 2 3. Phạt đi anh. Trong tâm hồn, không tin ai kia như lời. Đúng cái đó em chả biết, em đang nói lời phần này mà. Ok, vậy chúng mình sẽ bỏ qua bài đó. Ok. Không có điểm. Ok. Vậy tới lượt anh Tùng. Thôi em thua. Sao vậy? Bài tiếng Anh em không thuộc lời mọi người. Ok. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should run it. Ooh, you keep me coming for ya. Ooh, you keep me coming for ya. Bài Senorita của Pamela. Tại vì không muốn thua mọi người. Tại vì chơi game hay thua anh Tùng. Rồi xong. Sao vậy? Blackpink in your area. Blackpink in your area. Đó em phải ấp vậy đó. Blackpink in your area. Tiếp đi. Blackpink in your area. Been a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Dun dun dun. Click clack, bada bing, bada boom. 문을 반짝 두는 날 바라봄. 굳이 애써 노력 안 해 좀. 모든 남자들의 커피가 팡팡팡. 브랑팡 바라바라 팡팡팡. Nhưng mà cái này chương trình đứa khó không? Cái này sao mà anh Tùng biết được? Chương trình đứa khó không? Cái này sao mà anh Tùng biết được? Tiếng Hàn mà. Nãy nói đưa US. Tôi cảm thấy có một sự thiên vị ở chương trình này. Ôi em biết bài này nhưng mà em lại không thuộc lời của mọi người à. Nào em đọc. She wears high heels, a real sneakers. He's your captain and I'm on the pleasure. Na 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 na. Em nhìn em rồi xem em sai một ly em đi một thước. Giờ anh muốn bên cạnh em, muốn ôm chặt em. Sao nghe em nói đáng đời. Anh đã nói rồi. Chàng trai đi cùng đang đi. Chàng trai đi cùng đang ăn cái kem thật lòng không xong với em.
Em thắng chắc mọi người ạ. Em thắng chắc. Người theo hương hoa bay mù răng lối. Làn sương khói phai phai đưa bước ai xa rồi. Xa quá. Đang coi mình ta vẫn vương. Hồi ước trong mây xe chùm mưa buồn. Đây là bài em thi The Voice luôn á, em không biết sao được. Tôi đã thấy một bài tiếng Việt rồi. Ờ không, đó là tiếng Anh mọi người ạ. Cho em đi về được không? Vô gì? Rồi xong. Rồi một nét lặng thứ hai nha. Đây là cái bài của chị Katy Perry nè. Nhưng mà em không thuộc lời. Còn hai tờ. Em sẽ lấy tờ dài. Rồi xong. Chết luôn. What's up? Bọn mình đu đưa lại gần với em. Bọn mình say sưa đứng lại mới quen. Bọn mình đu đưa lại gần với em. Lúc đi hết về, lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Đu đưa không phải là hư, đu đưa để lắc lư cho hết buồn. Bây giờ đâu phải ngày xưa ngày... mà em lại phải ngại đến với chàng. Bây giờ không phải lại bây giờ không phải ngày xưa, em sao phải ngại đu đưa với chàng đây. Trên tay em nè 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 nào. Nè nè em lên luôn. Rồi đúng câu đầu rồi. Rồi ok. Tôi biết thua rồi nhưng mà thôi. Bài gì á? Bài này thì biết. Bài này bài gì? Lệ cây khoe vì một người đã ra đi không trở về. Nhưng nước mắt đó cũng chỉ là vết thương thêm đau. Vì sao em lại khóc? Vì sao em lại nhớ? Dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa. Tiếp. Tiếp. Toàn dùng. Toàn thật dùng. Em xin lỗi chị Nhi. Chắc là chị sẽ siêu lòng đó. Nhưng mà chị sẽ im. Nhưng mà qua dịch đi rồi tính. Hình như là đây là thành viên thứ hai phải xin lỗi chị Nhi vì không thuộc bài chị Nhi đó mọi người. Lệ cay khoe vì một người đã ra đi không. Ủa, đã đi mang theo giấc mơ. Nhưng chắc là em cũng quen rồi. Rồi thành viên thứ ba nên xin lỗi chị Nhi nha. 1, 2, 3. Em xin lỗi à, chúng em xin lỗi chị Nhi. 1, 2, 3. Chúng em xin lỗi chị Nhi. Chúng em xin lỗi chị Nhi. Và kết quả của chúng ta chính là Hansara đã chiến thắng vì vượt trên Tùng một bài dù đã ăn gian cho Tùng. Thôi thì Tùng thua nên Tùng sẽ phải diễn minh họa cho bài hát tiếp theo của Hansara sao cho thật đáng yêu nha. Và bài tiếp theo của chúng ta sẽ là bài Vì yêu mà nhớ. Vì yêu là nhớ. Dễ thương nha. Đáng yêu dễ thương. Cute hết mức. Lời mới vào là gì quên đi. Anh từ anh sẽ vào. Ok. Đã không thuộc lời chị Nhi còn không thuộc lời mình luôn. Thôi. Ok. Đến đây sao tan ra lại. Em muốn khóc quá. Ở tận sâu trong trái tim này. Ai tự ly cà phê giã mai cho người nhẹ trôi mỗi khi em nhấp môi. Một nụ hôn khi ta trao về nhau. Đời mãi sẽ không phai. Gặp gỡ đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phải phai. Cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Tình yêu là thế. Dù rằng buồn bã đã khiến trái tim nghi ngờ. Đừng vội yêu nhau vội để rơi đi. Thế gian còn nhiều tương tư. Thế nhưng lại chờ. Không. Ok. Đó. Rất nhiệt tình.